Ở buổi hôm trước thầy đã dạy cho các em bài toán quy đồng mẫu số. Ở buổi hôm trước thầy đã dạy, thứ nhất là quy đồng mẫu số nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta làm cho hai cái phân số ban đầu bằng hai phân số mới, mà mẫu số của hai phân số mới thì bằng nhau. Có nghĩa là quy đồng mẫu số nghĩa là làm cho hai phân số có mẫu số bằng nhau. Và thứ hai là cách quy đồng mẫu số hai phân số bằng cách là chúng ta sẽ lấy cả thừa cả mẫu của phân số thứ nhất nhân mẫu số của phân số thứ hai và ngược lại. Lấy cả thừa cả mẫu của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là nếu như chúng ta lấy cả thừa cả mẫu này nhân với 60 và cả thừa cả mẫu này nhân với 15 thì cái mẫu số thu được rất là lớn. 15 nhân với 60 thì mẫu số là bằng 900, mẫu số rất là lớn. Vậy vấn đề đặt ra là có cách nào khác để làm cho hai phân số này bằng hai phân số mới có cùng mẫu số nhưng mẫu số thì lại bé hơn 900. Và chúng ta để ý 15, 60 thì 60 này gấp 15 là 4 lần. Cho nên để quy đồng thì chúng ta chỉ việc nhân cả thừa cả mẫu của phân số đầu tiên này với 4. Vậy ta sẽ có 2 phần 5 sẽ bằng 2 nhân 2 phần 15 bằng 2 nhân với 4 trên 15 nhân với 4 và bằng 8 phần 60. Và 7 phần 60 này, 60 này chúng ta để ý mẫu số này là 60 rồi cho nên 7 phần 60 này chúng ta chỉ việc giữ nguyên. Như vậy từ hai phân số ban đầu chúng ta đưa thành hai phân số mới là 8 phần 60 và 7 phần 60 này cùng có cùng mẫu số là 60, có nghĩa là chúng ta đã quy đồng xong. Tuy nhiên cái mẫu số này thì bé hơn rất nhiều so với cái mẫu số mà chúng ta áp dụng quy trực tiếp quy tắc là nhân cả thừa cả mẫu của phân số này với mẫu số của phân số kia. Và nội dung của buổi hôm nay thì thầy sẽ dạy cho các em cách quy đồng mới này. Cách quy đồng mới này sẽ được áp dụng khi nào? Trong trường hợp này mẫu số này chia cho mẫu số này bằng 4 lần. Vậy cách quy đồng này chỉ áp dụng được khi mà một trong hai phân số có mẫu số này, mẫu số gấp cái mẫu số kia một số lần. Cụ thể ở đây cái mẫu này gấp mẫu này 4 lần. Chúng ta sẽ đi vào ví dụ 1 quy đồng mẫu số câu A 3 phần 5 và 7 phần 20. Câu B 5 phần 9 và 1 phần 3. Câu C 5 phần 11 và 7 phần 66. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào câu A 3 phần 5 và 7 phần 20. Chúng ta để ý 20 và 5 này thì 20 gấp 5 này 4 lần. Câu B 9 và 3 thì 9 gấp 3 này 3 lần. 11 và 66 thì 66 gấp 11 6 lần. Như vậy khi mà gặp cái loại quy đồng mẫu số mà mẫu này gấp mẫu kia một số lần thì chúng ta không nên làm cách mà lấy cả thừa cả mẫu của phân số này nhân với mẫu số của phân số kia, vì làm như vậy thì khi thu được các phân số đạt quy đồng thì có mẫu số rất là lớn. Và trong bài toán mở đầu thì thầy đã hướng dẫn các em nếu như mà mẫu này gấp mẫu này một số lần thì chúng ta chỉ việc nhân cả thừa cả mẫu của phân số này với số lần đó thì chúng ta đạt quy đồng xong. Câu A 3 phần 5 và 7 phần 20, chúng ta để ý 20 gấp 5 4 lần. Như vậy chúng ta sẽ nhân cả thừa cả mẫu này với 4. Vậy ta sẽ có 3 phần 5 bằng 3 nhân với 4 trên 5 nhân với 4. 3 nhân 4 là 12, 5 nhân 4 bằng 20. Và phân số 7 phần 20 này thì làm thế nào? Chúng ta có 20, mẫu số này 20, vậy 7 phần 20 chúng ta chỉ việc giữ nguyên. Tương tự câu B 5 phần 9 và 1 phần 3 thì 9 này gấp 3 3 lần cho nên chúng ta sẽ nhân cả từ cả mẫu của phân số này với 3. Vậy ta có 1 phần 3 sẽ bằng 1 nhân 3 trên 3 nhân với 3 sẽ bằng 3 phần 9. Còn 5 phần 9 này chúng ta giữ nguyên.
Vậy từ hai phân số ban đầu phải đưa thành phân số 3 phần 9 và 5 phần số 9, có mẫu số chung là 9 và chúng ta quy đồng xong. Cuối cùng câu C, 5 phần 11 và 7 phần 66 thì 66 này với 11 thì 66 gấp 11 là 6 lần. Vậy chúng ta sẽ gia cả từ cả mẫu này với 6. Ta có 5 phần 11 bằng 5 nhân với 6 trên 11 nhân với 6 bằng 30 phần 66 và 7 phần 66 này thì chúng ta chỉ biết giữ nguyên. Vậy chúng ta đã quy đồng xong. À, 1 phần 6 và 7 phần 12. Chúng ta để ý 12 này gấp 6 hai lần. Như vậy muốn quy đồng chúng ta chỉ việc lấy cả từ cả mẫu của phân số 1 phần 6 nhân với 2. Vậy chúng ta có 1 phần 6 sẽ bằng 1 nhân với 2 trên 6 nhân với 2 bằng 2 phần 12. Còn phân số 7 phần 12 có mẫu số là 12 rồi cho nên chúng ta sẽ giữ nguyên. Như vậy chúng ta đã quy đồng xong câu A. Câu B, 5 phần 8 và 1 phần 24 thì 24 này gấp 8 3 lần. Cho nên để quy đồng thì chúng ta sẽ nhân cả từ cả mẫu của 5 phần 8 này với 3. Chúng ta có 5 phần 8 sẽ bằng 5 nhân với 3 trên 8 nhân với 3 bằng 15 phần 24. Còn 1 phần 24 này thì mẫu số đã là 24 rồi cho nên chúng ta chỉ việc giữ nguyên. Vậy chúng ta đã đưa được về hai phân số mới có mẫu số là 24, có nghĩa là chúng ta đã quy đồng xong. Cuối cùng câu C, 1 phần 100 và 3 phần 10 thì 100 này gấp 10 là 10 lần. Như vậy chúng ta phải nhân cả từ cả mẫu của phân số này với 10. Vậy ta sẽ có 3 phần 10 sẽ bằng 3 nhân với 10 trên 10 nhân với 10 bằng 30 phần 100. Còn 1 phần 100 đã có mẫu số là 100 giống nhau rồi cho nên chúng ta chỉ việc giữ nguyên.